Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay Thành rất vui khi mà tới đây là mình được tặng hai bịch gạo đem về khi mà mua hai ly nước. Có cái điểm gì đặc biệt ở cái quán cà phê Trung Nguyên này? Các anh chị và các bạn đã rất là quen thuộc với các thương hiệu cà phê Trung Nguyên rồi đúng không các chị? Bởi vì có rất nhiều quán như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hôm nay nó là một cái điểm nhấn về cái quán này, bởi vì đây là một cái quán đầu tiên ở khu vực Bến Lức, Long An và tại khu vực của dự án Lago Central, là dự án đất nền mà công ty ERA đang phân phối. Thì Thành đã theo dự án này từ hơn một năm nay và dự án này đang rất là tốt bởi vì nó có pháp lý dự án rất là hoàn chỉnh, đã có sổ hồng từng nền rồi và rất là an toàn về pháp lý để cho các anh chị đầu tư. Hiện tại dự án Lago Central vừa mới hình thành một cái khu siêu thị nhỏ nhỏ mini mart và cái quán cà phê Trung Nguyên. Hôm nay là ngày khai trương và mỗi khách hàng đến uống một ly nước sẽ được tặng một bịch gạo đem về. Rất là hấp dẫn và thú vị đúng không anh chị? Ngoài ra, ở đây nó còn có cái khu trường học nữa và khu trường mầm non cũng như là khu nhà mẫu. Rất là đáng tham quan. Thành điểm qua các ưu điểm tuyệt vời về đất nền Lago Central nha. Điểm nhấn ấn tượng nhất đó là khu đất nền của chủ đầu tư Si Hôn Linh đã có sổ hồng từng nền, hoàn thiện tiện ích nội khu, rất là an toàn pháp lý cho người mua để dành lâu dài luôn. Với việc đã có sẵn sổ hồng tầng nền, anh chị đầu tư có thể vay bất kỳ ngân hàng nào mà anh chị đã thân quen sẵn. Thành với định hướng đầu tư an toàn cũng chỉ muốn bán những bất động sản đã có sổ. Ưu điểm thứ hai, dự án Lago Central với quy mô 13,2 hectare, 715 nền có vị trí rất đẹp tại mặt tiền đường Vành Đai 4, hay còn gọi là đường 830 hay là đường 824. Anh chị khách hàng có thể dễ dàng tự tìm đến để ngắm nghía dự án. Đường Vành Đai 4 là một tuyến đường quan trọng được nhà nước chú trọng đầu tư phát triển, tương lai sẽ còn mở rộng và nâng cấp nữa. Từ vị trí Lago Central, anh chị sẽ dễ dàng đi về thành phố Hồ Chí Minh qua đường cao tốc Trung Lương hay đường tỉnh lộ 10 chỉ trong vòng 1 giờ mà thôi. Xung quanh dự án này có nhiều sông ngòi, kênh rạch giúp khu vực này trở nên mát mẻ và trong lành. Ưu điểm thứ ba đó là về tiềm năng tăng giá trị. Điểm nhấn đặc biệt đó là quanh đây có nhiều khu công nghiệp với quy mô lên đến hàng ngàn hecta, sẽ thu hút lượng nhân công lớn về làm việc trong vòng 3 đến 5 năm nữa. Và nhu cầu thật về nhà ở sẽ tăng rất là mạnh. Bên cạnh đó, các tuyến đường cao tốc Bến Lức, Long Thành, đường Vành Đai 3 và 4 đang được triển khai mạnh mẽ để kết nối thuận lợi các khu đô thị công nghiệp lân cận thành phố Hồ Chí Minh như là Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Cần Giuộc. Ưu điểm thứ tư đó là mức giá vẫn đang ở mức rất là bình dân, xoay xung quanh mức 16 đến 19 triệu trên một mét vuông, tức là khoảng 1,3 đến 3 tỷ một nền, tùy vào nền, tùy vị trí và tùy vào diện tích. Cùng với tiến độ thanh toán rất là giãn, kéo dài lên tới 12 tháng, sẽ phù hợp với các anh chị đang có số dư vài trăm triệu và có dòng tiền thu nhập dư đều đặn hàng tháng, có thể góp mua từ từ. Điểm thứ năm đó là dự án phù hợp với các anh chị đầu tư lâu dài từ 3 đến 5 năm, tích cổ để dành, thời điểm này sẽ không phù hợp với lướt sóng. Đi cùng với những ưu điểm, tất nhiên là sẽ có những nhược điểm của Lago Central anh chị cần cân nhắc. Nhược điểm thứ nhất đó là khu vực Bến Lức Long An chỉ mới bắt đầu được nhà nước chú trọng đầu tư phát triển trong vài năm qua, nên ở đây còn trống vắng nhiều. Nhưng các quỹ đất lớn đều đã có chủ và nhìn vào các khu công nghiệp với quy mô hàng ngàn hecta, anh chị sẽ biết tương lai sẽ tấp nập như Bình Dương, Đồng Nai hay Bà Rịa Vũng Tàu. Nhược điểm thứ hai đó là Lago Central có khá ít tiện ích nội khu, quy mô nhỏ hơn các dự án mới ra sau này. Nhưng cũng nhờ vậy mà mức giá bán mới thấp nhất so với các dự án xung quanh và sẽ thừa hưởng sự tăng giá trị khi các dự án bất động sản sau này hình thành. Và thêm nữa, các dự án mới xin phép từ năm 2022 trở đi thì nhà nước buộc các chủ đầu tư phải bán kèm nhà chứ không được bán đất nền nữa, nên mức giá bán đất kèm nhà sẽ khá là cao, từ 2 đến 3 tỷ mà nhà xây sẵn sẽ phải theo một phong cách đồng bộ nào đó, có thể không hợp gu với các gia chủ có cá tính nghệ thuật riêng. Các dự án xung quanh như Waterborn, Diamond City tuy quy mô lớn hơn thì sẽ có mức giá bán cao hơn, nhưng đồng thời cũng chưa ra sổ hồng. Và ở Lago thì rất an toàn pháp lý luôn vì đã ra sổ hồng từng nền rồi. Nhược điểm thứ ba là về ngoại khu cũng thiếu các tiện ích dịch vụ như siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại. Các anh chị cần thì phải chạy về thành phố Hồ Chí Minh mới có. Cho nên mua ở Lago là phải định hướng để lâu dài từ 3 đến 5 năm,
mới hy vọng xung quanh sẽ đông vui hơn. Anh chị có các ý kiến nào khác về các ưu điểm và nhược điểm của Lago Central không ạ? À? Hãy bổ sung giúp Thành nhé. Vừa rồi thì Thành đã giới thiệu qua tổng quan sơ lược của khu dự án Lago Central này. Đây là một dự án rất là an toàn về pháp lý theo Thành đánh giá để đầu tư. Nếu anh chị mà muốn tham quan và tìm hiểu thêm chi tiết thì hãy liên hệ Thành nhé. Với mức giá rất là hấp dẫn, cũng như vào thời điểm này có những cái tiến độ thanh toán rất là kéo giãn, lên tới 1 năm, 2 năm hay 3 năm lận, rất là phù hợp với tài chính của nhu cầu của các anh chị khác nhau. Xin chúc quý anh chị công việc thuận lợi và cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Xin cảm ơn, thân chào và hẹn gặp lại.